Thưa quý vị, Hà Giang là tỉnh miền núi biên giới cực Bắc của Tổ quốc, có nhiều thế mạnh phát triển du lịch. Năm 2023, tạp chí New York Times của Mỹ đã bình chọn Hà Giang xếp thứ 25 trên 52 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới, xác định bảo vệ môi trường là nhân tố thúc đẩy sự phát triển du lịch bền vững. Thời gian qua, tỉnh Hà Giang đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để quản lý bảo vệ môi trường sinh thái tại các điểm du lịch và đạt nhiều kết quả tích cực. 6h30 sáng, bà con tại làng Lô Lô Chải cùng nhau quét dọn con đường chung. Bất kể nắng hay mưa, hoạt động này diễn ra đều đặn nhằm mang đến cho du khách trải nghiệm tốt nhất. Ngày xưa thì nhà nào nhà ấy thì cứ khắc rõ diệm ở trước cửa nhà mình với là ngoài sân của mình thôi ạ. Từ năm 2017 ở trên thôn Lô Lô mình từ ngày phát triển là nhà nào nhà ấy, từ nhà mình quét dọn ra đến sân, từ đến ngoài đường ngã 3 đến ngã 4 ạ. Hàng ngày thì cán bộ thôn phân công cho cán bộ đảng viên và cán bộ thôn là thường xuyên kiểm tra vận động các hộ đôn đốc thu gom rác thải vệ sinh tổ hộ. Không chỉ cùng nhau làm sạch môi trường, bà con trong làng còn chú trọng các tiêu chuẩn đón khách du lịch. Phòng vệ sinh được xây dựng khép kín, chăn gối được gấp gọn gàng, cảnh quan sạch đẹp đã để lại ấn tượng tốt với du khách. Ấn tượng của tôi về nơi đây là mọi thứ rất sạch sẽ. Tôi nghĩ bảo vệ môi trường là vấn đề rất quan trọng. Người dân địa phương đang thực hiện điều đó khá tốt. Ngoài Lô Lô Chải, các làng văn hóa du lịch khác cũng triển khai nhiều hoạt động vệ sinh cảnh quan. Tại làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Pà Vi Hạ, khu chăn nuôi không nằm trong khu vực đón khách. Các hộ gia đình bên ngoài nuôi nhốt gia súc, gia cầm và cung cấp riêng cho khu du lịch. Rác thải trong làng sẽ được thu gom 2 lần trong ngày. Tất cả những khu vực công cộng thì chúng tôi đều lắp đặt những cái thùng rác công cộng, như là có những cái biển báo để nâng cao cái nhận thức về cái vấn đề là bảo vệ vệ sinh môi trường. Đối với rác thải thì chúng tôi cũng đã có một cái bãi tập kết riêng. Phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường là định hướng, chủ trương xuyên suốt trong chỉ đạo của tỉnh Hà Giang. Thông qua các mô hình như du lịch xanh, du lịch sinh thái thân thiện với môi trường, tuyên truyền về ứng xử văn minh đã giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm của bà con nhân dân. Mục tiêu về môi trường là bước đầu là đã đạt được. Đạt được là về ý thức và trách nhiệm. Nhưng tôi cho rằng là Hà Giang luôn phải liên tục, phải làm và liên tục tuyên truyền và liên tục tạo cho khách những cái hiệu ứng để người khách cùng với mình thực hiện cái vấn đề môi trường. Theo thống kê, trong năm 2023, tỉnh Hà Giang đón trên 3 triệu lượt khách du lịch. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu phát triển xanh, bản sắc, bền vững và toàn diện sẽ mở ra những cơ hội phát triển du lịch, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.